Hello anh em, thì một số anh em này không biết làm nào để sử dụng mấy cái như là Ultra View hay là Team View để mà bên mình hỗ trợ. Thì các bạn có thể vào có ba cái mà anh em cần phải cài đặt nhé. Một đó là Team View, đây là cái như này, Team View chưa anh em, lên Google anh em search là sẽ ra đây, chẳng hạn như là Team View đó, anh em chỉ cần Team View anh em search cái là ra ngay đấy, anh em tải về down về xong cài đặt là xong. Khi mà cài đặt xong thì mở lên, mở ra nó sẽ có như này, sẽ có những cái như là cái ID và password, thì anh em gửi cho mình hai cái này là cái ID và password là xong. Tiếp theo là cái đây là ID password này, hoặc là Ultra View là cái này đấy, nó cũng giống như Team View thôi đấy. Anh em có thể copy này gửi cho mình, nhớ phải copy nhá, đừng chụp ảnh nhá. Mình rất là ghét anh em nào chụp ảnh nhá, chụp ảnh mình là phải đánh lại, nhiều khi nhầm lẫn nó mất rất mất thời gian. Copy cái gửi cho mình là xong. Cái thứ ba là anh em có thể dùng Anidex. Anidex này thì nó mượt hơn nhưng mà nó hơi khó dùng một chút. Cái thứ ba, cái này là ba cái mà anh em phải có thì mình mới hỗ trợ được. Đây, Anidex thì anh em gửi cho mình cái chỉ gửi cho mình cái ID thôi. Khi mà mình kết nối vào thì anh em ấn chấp nhận kết nối cho mình. Thế là xong. Đây là ba cái phần mềm mà anh em phải cài để mình mới hỗ trợ anh em được. Chưa? Anh em lên trên mạng em search là Ultra View, anh em search Ultra View là ra đây này, Ultra View đấy, anh em tải về đây này, ấn vào đây tải về, download về cài đặt lên cái xong thì gửi, xong thì gửi cho mình hai cái này nhá. Như thế thì bên mình hỗ trợ được, thì bên mình có chính sách hỗ trợ Team View, hỗ trợ cho các bạn cài đặt phần mềm các thứ để các bạn có thể bán hàng Shopee tốt hơn được mà. Nên anh em mà đã đang đi học bên mình rồi ấy, thì phải có những điều này để mà thứ nhất là được mình hỗ trợ, cái thứ hai là anh em mới đạt được cái quyền lợi anh em chứ, đã mua khóa học rồi thì phải được hỗ trợ để làm cho ra kết quả chứ nhá. Ok, bye bye anh em.